Hồng Hạ xin chào tất cả các bác các anh. Hôm nay Hồng Hạ giới thiệu đến cho tất cả các bác các anh một cái đầu DIC giả mạo game music server đến từ Hàn Quốc, được sản xuất tại Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc là quê hương của những cái thương hiệu về DIC giả mạo music server rất là nổi tiếng ở trên thế giới, rất là nhiều thương hiệu. Ví dụ như trong đó có là Outlander, là một trong những cái thương hiệu mà có những cái chiếc đầu DIC giả mạo music server có mức giá từ vài trăm triệu cho đến 1 tỷ đồng một chiếc. Và ngày hôm nay Hồng Hảo giới thiệu đến cho tất cả các bác các anh một cái thương hiệu cũng nằm trong cái top đó, đó là Cocktail Audio, một cái tên tuổi rất là nổi tiếng ở trên thế giới đến từ Hàn Quốc. Thì thương hiệu Cocktail Audio, sản phẩm của họ sẽ trải dài cái mức giá từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đồng. Và một điều ấn tượng mà Ngọc Hảo ấn tượng về cái thương hiệu này ấy, đó là đây là một cái thương hiệu mà chuyên làm về DAC giải mã và music server nha, chuyên trong cái lĩnh vực này thôi, nên trong cái lĩnh vực này họ rất là giỏi và rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Cái model ngày hôm nay Ngọc Hảo giới thiệu đến cho tất cả các bác các anh là một cái model mà hãng bán chạy bậc nhất hiện nay của hãng Cocktail, đó là N25, một cái model được xem là cái sản phẩm mũi nhọn của hãng. Và mọi người nhìn từ xa cho thấy là đây là một cái model mà mới nha mọi người, mới 100%, được bảo hành chính hãng 12 tháng từ nhà sản xuất. Thì hãng để ở trên đây hãng vui thùng ra rồi, nhìn từ xa chúng ta thấy cái thiết kế của nó rất là sang trọng, rất là đẹp luôn, và được hãng đưa vào những cái công nghệ nghe nhạc tiên tiến nhất của thế giới hiện nay, được trang bị trong cái con N25 này. Nên chút xíu nữa mọi người nghe về cái chất âm của nó và những cái trải nghiệm của nó rất là ấn tượng luôn nha mọi người. Thật sự khi mà hảo trải nghiệm á, thì hảo thấy là để mà tìm được một cái chiếc DAC dạng mà game music server trong cái tầm giá này mà có được cái chất âm và cái sự trải nghiệm ấn tượng bằng N25 ngày hôm nay Ngọc Hảo gửi tới cho tất cả mọi người thì thật sự rất là khó luôn. Và họ công bố cái mức giá luôn nha mọi người, trên thị trường đang bán thì 29 triệu đồng, nhưng ở Ngọc Hảo giảm chỉ còn trên 20 triệu thôi. Bác và anh nào mà muốn có cái mức giá tốt nhất thị trường thì mọi người liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Ngọc Hảo ở góc màn hình để có mức giá tốt nhất nha, và sở hữu ngay cái model này. Thì bây giờ họ sẽ quay chi tiết và mình sẽ trải nghiệm về cái chất âm và những cái tính năng của nó để cho các bác các anh xem trực tiếp luôn nha. Chúng ta thấy cái thiết kế của nó, mọi người nhìn nó rất là đẳng cấp và rất là sang trọng đó mọi người. Thật sự mọi người rất là đẹp luôn. Hảo thấy là những cái đầu DAC giải mã khác nó không có cái thiết kế mà nó sang trọng và nó đẹp như cái con này nha mọi người. Tại vì họ cũng đã trải nghiệm rất là nhiều. Thì bác và anh nào ở nhà và chúng ta đang tìm kiếm một cái nguồn phát cái đầu DAC giải mã game music server, hoặc là đang có cái ý định muốn mua về để trải nghiệm, thì đây là một cái model mà chúng ta rất là đáng chơi cả về hình thức. Chúng ta đặt trên cái hệ thống âm thanh trưng bày đó, nó sang trọng đẹp, nhìn rất là đẳng cấp, và cái cấu hình mà hãng đưa vào bên trong đó nó rất là hay ho luôn nha mọi người. Rất là nhiều những cái tính năng mà hay mà những cái chiếc DAC giải mã khác không có, nhưng mà hãng trang bị vào trong cái chiếc N25 này. Chút xíu họ sẽ chia sẻ rõ ràng cho tất cả các bác các anh. Để bây giờ thì mình sẽ quay rõ ràng về cái thùng của nó và những cái phụ kiện kèm theo. Khi mà chúng ta khui thùng ra thì nó có những cái phụ kiện gì, còn những cái tính năng đó chút xíu Hảo chia sẻ sau nha mọi người. Thì đầu tiên thì Hảo khui thùng ra này, sẽ có cái phiếu bảo hành chính hãng 1 năm 12 tháng từ nhà sản xuất. Rồi nó sẽ có thêm cái hướng dẫn sử dụng như vậy nha mọi người. Đây cái hướng dẫn sử dụng của nó rất là dày luôn nha mọi người. Cái hướng dẫn sử dụng đây, thì cái phiên bản N25 thì nó sẽ có hai màu, đó là màu đen màu bạc. Thì màu nào Ngọc Hảo cũng có hết, bác và anh nào mà thích màu nào thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu nha. Thì Hảo thấy là dù màu đen hay là màu bạc thì nó cũng đều đẹp hết đấy. Bản thân cái thiết kế của nó đã đẹp rồi á, thì cái màu nào cũng đẹp hết nha mọi người. Mọi người thấy này, Hảo qua cái màu đen, cái thiết kế nó cũng rất là sang trọng. Nó có thêm cái anten để chúng ta bắt Bluetooth và Wi-Fi, rồi có thêm cái remote nữa nha mọi người, để chúng ta điều khiển từ xa. Nói chung là có đầy đủ hết, hàng mới mà. Và bây giờ quay lại đây, phía dưới là cái thùng Cocktail Audio N25. Trên này nó trang bị những cái công nghệ nghe nhạc tiên tiến nhất hiện nay ở trên thế giới, được đưa vào trong cái con này. Thì có đây 32 bit nè, giả mã 32 bit 384 kHz DSD, rồi trang bị những cái
ứng dụng stream nhạc trực tuyến Spotify, Deezer, Qbert hay là Tidal, nói chung là có đầy đủ ở trên đây, Bluetooth, Wi-Fi, không thiếu một cái gì hết á, và có thậm chí có những cái tính năng nó còn hay hơn nữa nha mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ quay tổng quan phía trước để cho các bạn anh xem, sau đó thì họ quay đằng sau. Thì đằng trước đây mọi người, đằng trước thì hãng thiết kế này sẽ có hai cái núm đối xứng cân bằng lại cho cái chiếc đi AC Kim Music Server này, nó rất là đẹp luôn. Bên này là cái núm volume này để chúng ta điều chỉnh lớn nhỏ, còn bên này thì nó sẽ là những cái chọn đó, cái nút để chúng ta chọn những cái chế độ đầu vào. Mọi người thì mọi người thấy thật sự mọi người là nó cực kỳ nhạy luôn, như mọi người nó rất là nhạy luôn. Những cái đầu DAC Kim Music Server khác họ xài á nó cũng chậm lắm, nhưng mà riêng cái model này chúng ta xài đó, họ chỉ ấn nhẹ cái tai xí thôi là mọi người thấy này, nó mượt mà nó rất là nhạy luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hãng cốc tai mạnh tay đó, mạnh tay trang bị hẳn ở bên trong cái con CPU Duoco ARA9 luôn nha mọi người, nên cái tốc độ của nó rất là nhạy luôn, nó xử lý nó nhanh, nhạy mượt mà cái thao tác nó rất là nhanh đó, mọi người thấy chưa? Họ ấn nhẹ một cái là cái thao tác nó nhanh mà nó mượt mà lắm, và cái màn hình hiển thị của nó này nó cực kỳ sao và rất là đẹp luôn ha. Đó. Trên này nó có cái trang bị cổng USB luôn. Bác và anh nào mua về chúng ta thích nghe nhạc ở trên USB và nhạc lóc lét chất lượng cao ở trên ổ cứng á, là mọi người mua về chúng ta mua cái nhạc lóc lét chất lượng cao, cái USB cái ổ cứng mọi người cắm trực tiếp vào đây để chúng ta nghe luôn nha mọi người. Nghe ở trực tiếp á, thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều khi mà mọi người nghe ở trên YouTube xuống. Bởi vì khi mà nghe trên YouTube xuống á, thì cái chất lượng nhạc nó chỉ bị nén lại, chỉ còn MP3 thôi, nên chúng ta nghe không bao giờ mà chất lượng bằng khi mà mọi người cắm trực tiếp vào á. Thì nó sẽ có hai cổng đằng trước đằng sau, thì Hảo cắm cái ổ cứng ở bên học Hảo lên ở cái cổng đằng đằng sau cho nó thẩm mỹ, nó đẹp. À, thì mọi người thấy này, thì cái USB này ở bên học Hảo cũng bán luôn, cái nhạc lắp ráp chất lượng cao họ bán 128 GB là 800.000, 64 GB là 600, và ổ cứng 500 GB là 1,5 triệu, 1 TB là 2.500.000 đồng. Thì bác và anh nào mà có nhu cầu nhạc lắp ráp chất lượng cao để cải thiện cái hệ thống nghe nhạc của chúng ta thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu ngay nha. Và mua cái máy này thì mọi ở nhà mà chúng ta có rồi á, muốn nghe nhạc lóc lét chất lượng cao thì bạn mua, người mua phải cắm trực tiếp vào đó, đây có đầy đủ hết nha mọi người, giải mã rất là cao luôn. Và đặc biệt một cái tính năng rất là hay mà hãng trang bị vào trong cái đầu DAC Kim Music Server này, đó là có thể xuất cái chúng ta khi mà mọi người á, khi chúng ta cần dùng một cái giải mã ngoài để thay đổi cái chất âm á, thì chúng ta có thể xuất cái tín hiệu qua cái cổng USB nha mọi người. Đã xuất tín hiệu qua cổng USB. Đa phần những cái music server, những cái DAC kiêm những cái DAC kiêm music server khác á, thì nó chỉ xuất ở cái cổng quang mà thôi. Thì cổng quang thì nó chỉ dừng lại ở 24 bit 192 kHz. Đó, còn đối với cái thương hiệu này thì nó sẽ xuất ở cái cổng này này mọi người, đó nó sẽ xuất ở cái cổng USB luôn. Thì cái cổng USB nó sẽ xuất ra ở 32 bit và DSD luôn, nên cái chất lượng của nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều nha mọi người, cái chất lượng của nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó, cái tính năng rất là hay luôn nha mọi người. Và bên trong hãng trang bị cái con chip đó là ES9018K2M của EFF. Đây là một cái thương hiệu về chip DAC rất là nổi tiếng ở trên thế giới, của Hoa Kỳ, của Mỹ, được trang bị vào trong cái đầu DAC giải mã Kim Music Server này, nên nó giải mã rất là chất lượng luôn, âm thanh cho ra nó mượt mà sạch nhiều và cực kỳ tinh tế luôn nha mọi người. Thì đằng sau này, đằng sau chúng ta thấy là nó sẽ có cái cọng len để mọi người cắm cái dây len vào để chúng ta nghe nhạc nè. Đó, rồi bên này nó sẽ có cái cổng mà USB để chúng ta cắm cái ổ cứng vào. Ở đây, cái cổng USB để mọi người xuất cái tín hiệu sang một cái DAC khác á. Đó, rất là hay luôn. Còn ở đây thì nó sẽ có cổng USB máy tính này. Cái này để bác và anh nào mới thích nghe nhạc ở trên máy tính là mọi người kết nối vào đây. Cổng bông sen thì có bông sen, anh đang lắp out đây.
Trên này nó sẽ có hai cái cổng để chúng ta gắn những anten vào để bắt Bluetooth và Wi-Fi nha mọi người. Ở bên này nó sẽ có cổng TopLink. TopLink thực chất đó là cái cổng mà optical mọi người. Bác và anh nào mà thích nghe nhạc từ trên YouTube xuống thì mọi người kết nối vào đây nha. Kết nối qua cái cổng quang đó, xuống đây. Đó có hai cổng. Rồi bên này nó sẽ có digital này. Đó đầy đủ hết nha. Và được sản xuất tại Korea, Make in Korea, được sản xuất hoàn toàn tại Hàn Quốc luôn. Bên này có cái nút nguồn này, bật tắt rất là tiện lợi luôn ha. Thì cái mức giá của nó Hảo cũng xin nhấn mạnh lại, thì trên thị trường đang bán là 29 triệu đồng, nhưng Ngọc Hảo giảm chỉ còn trên 20 triệu thôi. Bác và anh nào lấy đang tìm kiếm một cái đầu DAC giải mã game music server đó, với cái mức giá phải chăng, thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu ngay cái model này nha. Thì bây giờ Hảo thao tác cho mọi người thấy nè. Đó. Thì Hảo cắm cái ổ cứng sẵn rồi. Thì khi mà mọi người cắm ổ cứng hoặc là music server ấy, thì mọi người vô cái browser, xong chúng ta ấn cái nút này này. Đó, mọi người ấn trực tiếp thì nó sẽ hiện lên cái ổ cứng của Ngọc Hảo. Đó, mọi người thấy nè, trong này thì Hảo chia ra đầy đủ hết nhạc trữ tình, nhạc trước 75, nhạc không lời, nhạc nước ngoài, nhạc xuân, nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc DSD, nói chung là đầy đủ ở trong này. Đó, thì bác và anh là mua về chúng ta cắm vào chúng ta nghe. Và cái giao diện của nó cái hình nó làm đẹp lắm mọi người, rất là sang luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Nó hiển thị cái màn hình nó lớn, chúng ta nhìn nó đẹp lắm. Đây, bác chúng ta bắt ra thì mọi người đó, có thích qua Thanh Tuyền hay là Lan Anh thì mọi người đã có giao link này, mọi người lựa chọn thôi. Đó. Rất là mượt mà luôn và rất là nhạy luôn ha. Thì bây giờ Hảo sẽ test nhạc, bác và anh nào lấy thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình với mức giá chỉ có trên 20 triệu mà thôi. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hảo. Tôi thấy lặng lẽ vương
thấy thanh thản như mây trời dần dần cũng xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình minh vào nghe trời. Gần lắm, gần lắm, xa với người. Tuổi thanh xuân ngỡ như mây trời. Lối về quanh có đường níu bước chân tôi lại. Có con hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi bóng mai hôm nay về. Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Thấy yên bình giấc mơ trong lành. Tuổi thanh xuân ngỡ như mây trời. Tuổi thanh xuân ngỡ như mây trời. Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi với.